Xin giới thiệu các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chục cuốn trang trí để móc được phần kẹp tóc. Trong chục cuốn này thì đầu tiên mình sẽ móc lên 8 móc xích, sau đó mình sẽ móc căng dần lên 4 hàng. Ở hàng thứ 5 mình bắt đầu móc tay và móc móc tay, chân, đuôi và tai cho chủ cuốn. Mình phần sau khi móc xong thì mình sẽ lấy sợi len màu nâu đậm, màu nâu để mình viền xung quanh và khâu mắt, khâu miệng. Len mình sử dụng ở đây là len mi cô tông. Nếu bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu cho len: một quặng len màu nâu, một quặng len màu be, một cây kéo, một cây kim, một cây móc. Đầu tiên mình sẽ tạo một nút thắt. Móc cho mình 10 móc xích. Mình sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai. Móc lên 8 móc đơn. Ở chân móc cuối cùng mình sẽ móc vào đây 30 móc đơn của cùng một chân. Sau đó mình sẽ kết hàng. Mình sẽ móc lên mỗi chân mũi là một mũi móc đơn, mình sẽ móc lên 7 móc đơn. Sau đó mình sẽ kết hàng. Sau đó mình sẽ kết hàng. Mình sẽ móc lên một móc xích.
À, tiếp theo cho mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn, cho mũi kế tiếp mình sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn và cùng một chân, sau đó chúng ta tiếp tục móc mỗi chân mũi là một mũi móc đơn. Sau đó móc lên cho mình một móc xích ở hàng thứ tư. Cho mũi đầu tiên mình sẽ móc một mũi móc đơn, cho mũi thứ hai mình sẽ móc vào đây một mũi nội kép, mình sẽ móc một mũi móc đơn vào trên mũi thứ hai, sau đó móc vào đây một mũi nội kép, móc lên cho mình vào đây một mũi kép đơn, sau đó móc vào trong mũi bên cạnh một mũi nở kép, móc vào đây một mũi móc đơn, sau đó móc lên trên mũi bên cạnh một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn, sau đó móc vào đây một mũi nở kép, mũi kép đơn, một mũi nở kép vào trong mũi bên cạnh, sau đó móc lên, sau đó mình móc lên mỗi chân mỗi lần một mũi móc lên.